tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Hôm nay lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày mai, 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Bài Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và bắt đầu hôm nay bắt đầu hai ngày quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được tin Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước, các đảng cầm quyền, đảng cộng sản trên thế giới, các đảng đối tác đã gửi các điện thư chia buồn đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Tính đến hết ngày hôm qua 24 tháng 7, đã có tổng số 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, 19 tổ chức diễn đàn quốc tế với 285 thư điện thông điệp chia buồn. Trong đó có 87 kênh đảng, hơn 100 kênh nhà nước và gần 100 kênh nhân dân. Thưa quý vị và cách đây gần 1 giờ, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra lễ thượng cờ rủ quốc tang để thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.